tất cả các bạn. Hôm nay Tân Đại Nhân xin chia sẻ cho các bạn với mùa xu sướng mại tại Singapore. Mỗi năm các tín đồ mua sắm trong vùng cũng như là nhiều nơi khác đổ xô đến nước đảo này để tăng hàng giá rẻ trong suốt mùa xu sướng mại. Với giá khuyến mại giảm đến 70% tại tất cả các trung tâm mua sắm lớn và các cửa hiệu buôn bán ở khu ngoại ô trên khắp Singapore. Và mùa xu sướng mại Singapore được mong đợi hàng năm này có hẹn không gì hơn ngoài những mức giá và khuyến mại hấp dẫn từ vô số các món hàng trong nước và quốc tế. Với việc khai trương trung tâm ION O Chạc trên đại lộ O Chạc, mùa xu sướng mại Singapore có hơn 66.000 m2 phục vụ bán lẻ tại tòa nhà đầy phong cách này. Trung tâm mua sắm đồ sổ từng sửng như con tàu mơ ước của một nhà du hành vũ trụ, hay là chốn ẩn náu của những người tiêu dùng thành điệu là nơi bạn có thể tìm những nhãn hiệu nổi tiếng. Còn nếu bạn còn tiếp người tham gia thời gian luôn khao khát tìm kiếm món độc đáo của những nhà thiết kế mới thì hãy đi xuống phía đường Angelan ở khu vực Kampongglam để mua những món hàng giá rẻ và tưởng tượng cảm giác mua sắm tuyệt vời tại đây. Nếu bạn yêu thích quần áo dân tộc sặc sỡ và những tấm thổ cẩm của các tộc người khác nhau ở Singapore thì đừng quên tự kiếm cho mình những món hàng giá rẻ đó trong hoa tuốt mùa xuân thứ bảy Singapore ở các tập hàng quần áo độc đáo tại khu Chinatown và khu tự ấm. Ở những nơi này bạn sẽ tìm thấy những món hàng với giá cả cực kỳ phải chăng và những lời chào hàng độc đáo mà thật khó có thể tìm thấy ở bất cứ nơi đâu trên thế giới. Những vùng ngoại ô giàu sức văn hóa này có những nơi tuyệt vời cho việc mua sắm mà còn được nổi tiếng ẩm thực. Hãy tự đãi mình một bữa thịnh soạn sau khi kết thúc một ngày mua sắm tuần rồi. Hãy đến với tinh thần mua hàng, trao đổi và cầm hàng của tiệm hàng cũng như là thẻ tín dụng trong tay để kiếm cho mình những đặc quyền ưu đãi khi mua sắm tại Singapore trong thời gian này. Mua và các kiểu khuyến mãi cho chủ thẻ tín dụng thấu tiền tới và các chủ giao hàng đến nơi luôn sẵn sàng phục vụ bạn. Mùa xu sướng mại Singapore kéo dài đến suốt 2 tháng, tạo điều kiện cho những người săn hàng giá rẻ có thời gian ảnh thơi mua sắm cho mình những món đồ ưa thích. Và mọi thông tin chi tiết các bạn có thể liên hệ qua số hotline 0838382080 2838484669 hoặc có thể tới trực tiếp địa chỉ 92 Trường Hưng Đạo, phường 7, quận 5, 2148-1, Trường Quán Cải, phường Tân Định, quận Nhất. Và có thể truy cập vào website www.tinhbanhduong.edu.vn hay www.tinhbanhduong.com.